Vâng, xin kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Vâng, hôm nay ngày mùng 3 tháng 6 năm 2020 tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh có địa chỉ ở ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Vâng, Đức Trung lên sóng đăng bán một cái mẫu xe, đó là chiếc Kia Forte được sản xuất năm 2011, phiên bản số tự động. Vâng, bản này là bản SX. Bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký ủng hộ cho Đức Trung và cũng cập nhật luôn được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe mà bên Đức Trung đang chào bán. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn này, đây là một chiếc Kia Forte được sản xuất năm 2011 và đăng ký lần đầu là năm 2012. Vâng, phiên bản số tự động, trang bị động cơ 1.6. Vâng, xe thì được trang bị cửa sổ trời, la răng đúc, phanh ABS, có túi khí, gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp gương. Vâng, xe thì còn rất là đẹp. Quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe này thì hãy đến với Đức Trung và đến với chợ ô tô cũ Quảng Ninh, địa chỉ ở ngã ba đường 10, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất của xe. Vâng, form dáng thì còn cực kỳ đẹp, nước sơn này rất là sạch sẽ, sáng đều từ đầu đến cuối. Vâng, xe thì được mang biển của tỉnh Quảng Ninh 14A04247. Và chiếc xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 357 triệu. Vâng, chỉ với 357 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái dòng xe cao cấp Kia Forte, một cái thương hiệu hàng đầu của Hàn Quốc. Vâng, xe thì được trang bị 5 chỗ ngồi rộng rãi bản sedan, trang bị la răng đúc 17 inch, rất là to, rất là khỏe khoắn. Thế và xi nhan thì báo rẽ trên dư gương, cửa sổ trời. Đấy, số tự động thì chạy nó cũng rất là nhàn. Và động cơ 1.6, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng độ 8 lít trên 100 cây. Vâng, có thể là nó dưới 8 lít, có thể là trên 8 lít, tùy theo cung đường, tùy theo vào cái người điều khiển. Toàn bộ các cái phần ngoại thất của xe thì rất là đẹp rồi. Quý anh chị các bạn mua cái mẫu xe này về sử dụng gia đình cực kỳ tốt luôn. Và sau đây Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý anh chị các bạn ta quan sát thật kỹ chi tiết cái mẫu xe này. Thì đầu tiên là ta quan sát cái cụm đèn pha, đèn gầm cũng như toàn bộ các cái form đầu xe, các cái đường gân dập lỗi cũng như toàn bộ các cái phần sơn xi của xe nhé, rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Vâng, cái dòng Kia này thì nó nổi tiếng với bền bỉ, tiết kiệm xăng và đặc biệt là nó không bị hỏng vặt. Cái dòng xe phải nói là form dáng cực kỳ đẹp, nó không bị lỗi thời. 357 triệu cho một chiếc Kia Forte sản xuất năm 2011, trang bị đầy đủ các cái chức năng an toàn, phanh ABS, túi khí, cửa sổ trời, cực kỳ đẹp. Sau đấy Đức Trung sẽ tiến sát vào nhé, quý anh chị các bạn ta quan sát này, toàn bộ các cái form của xe thì tất cả các cái cụm đèn này vẫn là đèn zin theo xe, đèn gầm rất đẹp luôn, không có một cái vết chảy xước nhỏ. Đây là cái phần lốp lát này, cũng như là la răng đúc của xe, phanh đĩa. Nhan tích hợp gương, gương điện 4 hướng. Vâng, và đây là cái đăng kiểm của xe nhé, tận đến tháng 9 năm 2020. Xe thì được trang bị cả cửa sổ trời, có người thì còn gọi là cửa sổ lóc. Tay và hõm cửa thì đã được ốp chrome rất là sáng đẹp, nó vừa bảo vệ chống trầy xước và đồng thời là nó cũng tăng cái độ thẩm mỹ cho xe. Các cái mối lắp ghép cũng như là các cái như đường gân dập lỗi chạy dọc theo xe, tôn vỏ mỏng tang, sơn phi sạch sẽ. Thế và đây là cái lốp đằng sau bên phụ nhá, là răng đúc phanh đĩa, là răng R17 rất là to. Và cái lốp to bản đi nó cũng vững xe, và đặc biệt là cái khả năng tăng tốc của xe thì rất là tốt. Cái dòng xe này đi nó khá là êm và cái độ ồn của nó cũng được giảm rất nhiều so với các dòng xe Vios, thì xe này nó đẳng cấp nó cao hơn.
và kia phía sau xe các cái cụm đèn hậu còn rất là sáng, màu sắc rất là tươi nhé. Xe thì được trang bị các cái cảm biến cảnh báo va chạm từ phía sau, rất là an toàn khi ta lùi xe. Bản này là bản SX nhé, chữ SX. Toàn bộ các cái chi tiết của xe, các cái thanh cờ rôm sáng bóng, logo. Xe thì cũng được trang bị camera lùi, cảnh báo va chạm. Vâng, các cái cụm đèn hậu của xe nhất rất sáng đều, một form dáng rất đẹp luôn. Vâng, và đây là cái lốp đằng sau ở bên lái, là răng đúc phanh đĩa, toàn bộ các cái phần cua lốp còn khá là đẹp. Chi tiết của sườn xe bên lái, bằng các cái đường gân nhé, đường gân nó chạy dọc từ đầu đến đuôi xe còn rất thẳng và rất căng, sơn xi sạch sẽ. Các cái chi tiết của xe phải nói là cực kỳ đẹp, một cái chiếc xe được chủ xe bảo dưỡng định kỳ, chăm sóc và lái xe rất là cẩn thận, cho nên là giữ gìn được cái form dáng bề ngoài cực kỳ đẹp. Và đây là cái nút đằng trước bên lái là dàn nút phanh đĩa, và phanh ABS, phanh đĩa 4 bánh thì nó không bị hãm lết đột ngột, cho nên là lái xe thì nó khá là an toàn khi là ta phanh ở cái tốc độ cao. Vâng, tiếp theo Đức Trung sẽ quay đến cái phần nội thất cũng như phần keo chỉ quý chỉ các bạn xem. Vâng, xe thì được trang bị cái màu chủ đạo là màu đen, ghế da màu đen cao cấp, ghế thì còn khá là đẹp, vẫn là da nguyên bản đi theo xe. Trần lỉ nguyên bản, có cửa sổ trời. Vâng, chốc nữa Đức Trung sẽ thử tất cả các cái chức năng ở trên xe cho quý anh chị các bạn xem. Vâng, vô lăng 4 chấu, có túi khí, có tích hợp các cái phím bấm. Vâng, rất nhiều các chức năng hiện đại luôn. Đầu CD nguyên bản, điều hòa auto, có cả túi khí cho người ngồi bên phụ. Số tự động, phanh tay và hộp tì tay còn là rất mới nhé, không hề bị chảy xước, không hề bị mòn. Và đây là cái bộ phận gương điện, gương điện 4 hướng có cụp xòe, và kính điện 4 cánh, toàn bộ các cái phần vách da, các cái hõm, rồi cho đến các cái phần sơn nhựa keo chỉ, các cái mũi tôn dập. Đấy, chi tiết nha, xe rất là ok luôn. Và bên Đức Trung cũng cam kết luôn là chiếc xe này không đâm va nhé, không đâm va, không ngập nước. Đấy, và không tranh chấp về pháp lý. Quý chị các bạn mua chiếc xe này về sử dụng gia đình thì cực kỳ là yên tâm. Và xe khá đẹp, các cái bậc lên xuống cũng đã được ốp các cái miếng chống chảy xước, các cái tem mát vẫn còn nguyên đầy đủ, và không thiếu một cái chi tiết nào. Vâng, và đây là cái hàng ghế thứ hai, đây cũng như là toàn bộ các cái phần nội thất, và trần lỉ nguyên bản, các cái hệ thống loa đài cũng như là các cái chi tiết tay hõm cửa móc khóa kéo bên trong, còn vách da, vách lỉ, sơn nhựa keo chỉ cũng như là các cái phần đinh vít bu lông móc khóa vẫn là nguyên bản theo xe. Vâng, 357 triệu cho một cái mẫu xe số tự động, form dáng đẹp. Và đây là cái khoang cốp chứa đồ cũng như là các cái hành lý tư trang, phù hợp cho cả một gia đình, rất là rộng rãi, rộng hơn vai ớt rất là nhiều. Đấy, và đây là cái lốp dự phòng cũng như là dụng cụ đồ nghề đi theo xe.
ta quan sát luôn toàn bộ các cái phần tôn của cốp. Cái tôn của cốp này thì còn rất là mới luôn, từ cái lớp sơn này vẫn là lớp sơn zin, toàn bộ các cái vách lỉ, các cái chi tiết của xe, các cái máng thoát nước, rồi đến cái lắp của cốp, các cái vách da, rồi là keo chỉ sơn nhựa móc khóa vẫn còn đầy đủ nguyên bản luôn. Quý anh chị các bạn mua về sử dụng là gia đình thì rất là yên tâm luôn. Vâng, và đây là cái cánh đằng sau ở bên phụ nhé, toàn bộ các cái chi tiết của cánh này, tất cả các cái chi tiết từ nội đến ngoại thất, các cái chi tiết từ trong ra ngoài nó vẫn còn rất là đều, đều về màu sắc và đều về chất lượng, chứng tỏ đây là một chiếc xe được chủ xe khá là giữ gìn, lái xe rất là cẩn thận, xe còn khá là đẹp. Quý anh chị các bạn là mua chiếc xe này về sử dụng thì hoàn toàn yên tâm, mà bên Đức Trung cũng sẽ có cái hướng dẫn quý anh chị các bạn là sử dụng cho nó hiệu quả, đúng kỹ thuật, giữ tốt, dùng bền. Vâng, một chiếc xe qua 8-9 năm sử dụng thì tất cả các cái trang thiết bị còn khá là tốt. Sau đấy Đức Trung sẽ khởi động cái động cơ lên. Xe thì được trang bị chìa khóa thông minh nhé, nút đề lổ start top này. Động cơ thì đã hoạt động rồi. Điều hòa auto. Âm thanh cực kỳ hay, vì vấn đề bản quyền cho nên Đức Trung cũng không mở. Vâng, tất cả các cái trang thiết bị trên xe này còn là rất là mới, rất là đẹp. Đây là cái cửa sổ lóc. Đây, và kiểm tra luôn cái hệ thống gạt nước, bơm nước rửa kính. Gương điện này bốn hướng này, có cục xòe. Vâng, toàn bộ các cái trang thiết bị trên xe thì vẫn hoạt động bình thường. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã lên sóng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Kia Cerato, Kia Forte, sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu năm 2012. Bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu xe này với giá là 357 triệu đồng. Vâng, 357 triệu đồng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp với Đức Trung và có thể đến xem xe trực tiếp tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh, có địa chỉ ở ngã ba đường 10, thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Và Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.